Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn dự hội nghị công bố thành lập ban liên lạc Đảng ủy viên hưu trí, Đảng ủy quân sự tỉnh. Huyện Kim Động tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư nhanh, tạo đà phát triển kinh tế. Tình trạng bỏ thầu khi trúng thầu đất giãn dân, thực trạng nóng đang diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh. Tăng cường định hướng nghề nghiệp, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến tương lai của học sinh. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ban liên lạc Đảng ủy viên hưu trí, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố thành lập Ban liên lạc. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Được sự nhất trí của Đảng ủy quân sự tỉnh, Ban liên lạc Đảng ủy viên hưu trí, Đảng ủy quân sự tỉnh chính thức được thành lập với tổng số 36 hội viên là các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh đã nghỉ hưu. Tại lễ công bố, Ban liên lạc đã thảo luận thống nhất quy chế hoạt động, đồng thời bầu ban chấp hành của Ban liên lạc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn chúc mừng sự kiện thành lập Ban liên lạc, đồng thời thông báo về những kết quả phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Đồng chí mong muốn các thành viên trong Ban liên lạc tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, động viên người thân và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, huyện Kim Động đang tăng cường lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhật ký tuyên truyền bầu cử, lịch phát sóng hỏi đáp, hướng dẫn về quy định luật bầu cử là những tài liệu không thể thiếu đối với anh Hưởng, trưởng đài truyền thanh xã Phú Thịnh trong những ngày này. Chúng tôi đã cập nhật tất cả các văn bản của cấp trên, tìm hiểu trên cái hệ thống văn bản chính thống về cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để chúng tôi tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của cơ sở để người dân nắm được các cái mục đích, cái ý nghĩa của cái cuộc bầu cử. Bám sát nhiệm vụ được phân công, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức tập huấn, chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong nhân dân. Đài truyền thanh huyện mở rộng chuyên mục hướng tới bầu cử, dành từ 30 đến 50% tin bài hàng ngày tuyên truyền về cuộc bầu cử. Phòng văn hóa phối hợp với công an huyện theo dõi xử lý những thông tin xuyên tạc không đúng. Triển khai treo bản đồ áp phích tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng. Các tổ chức hội đoàn thể phát động các đợt thi đua cổ động tuyên truyền đến đông đảo hội viên và nhân dân. Ủy ban thường vụ huyện đoàn tuyên truyền dưới nhiều hình thức thông qua hệ thống đài truyền thanh, các trang mạng xã hội lồng ghép và các hội nghị tuyên truyền lưu động bằng loa kéo trên hệ tất cả các trục đường thôn xóm của huyện. Đến nay, huyện Kim Động đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Song song với đó, các địa phương tiến hành rà soát, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị trang trí khánh tiết hòm phiếu. Tôi đã được tham gia hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hiệp thương lần thứ hai, tham gia đóng góp và xây dựng với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại cơ sở chúng tôi. Tôi nhận thức rằng đây là một nghĩa vụ, một trách nhiệm của một cử tri tuyên truyền vận động cho mọi người dân trong khu vực của mình làm sao thực hiện tốt cái luật bầu cử. Chúng tôi đã hoàn tất các việc theo quy định của luật và các cái tổ chức bầu cử cũng đã đi vào nề nếp hoạt động hiệu quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch. Các cái tiểu ban từ nay đi là tập trung quyết liệt. Chất lượng cơ cấu nhân sự sẽ đảm bảo đáp ứng đủ các cái yêu cầu về nữ giới, về người ngoài đảng, về các cơ quan đảng, chính quyền, với tinh thần là giảm bớt bên khối chính quyền để tăng cái sự giám sát của Hội đồng nhân dân. Với quyết tâm cao độ,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện sẽ thành công rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên đang là một trong số 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong cả nước tính đến thời điểm này, với 26% kế hoạch năm 2021. Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên là trên 3.500 tỷ đồng. Hết quý 1 năm 2021, kho bạc nhà nước Hưng Yên đã giải ngân được trên 909 tỷ đồng, đạt 26% tổng kế hoạch vốn. Tỷ lệ này cao hơn cùng kỳ năm trước là gần 24%. Riêng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh quản lý giải ngân được trên 261 tỷ đồng, đạt gần 19% so với kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước. Từ nhiều năm trở lại đây, Hưng Yên luôn đứng trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư. Ngay từ cuối năm trước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn trương ra quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công của năm mới cho các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư để tổ chức triển khai ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung rà soát, xác định chính xác nhu cầu hấp thụ vốn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần đầu tư nguồn lực, kiên quyết chưa bố trí vốn kế hoạch năm cho các dự án chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định. Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện công khai thông tin quy hoạch, dự án bất động sản nhằm tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn. Theo đó, các địa phương chủ động theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản, nhất là các dự án lớn để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp. Bên cạnh đó, các địa phương cần quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng thời, hoạt động môi giới của các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương cũng cần được quản lý, kiểm soát hữu hiệu. Cơ quan chức năng của địa phương cần tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra, có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông. Các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất, buông lỏng quản lý, vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản cũng cần được xử lý nghiêm minh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hiện tượng nhiều dự án đất giãn dân có mức giá sàn không cao nhưng giá bỏ thầu cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên, không ít người tham gia đấu giá trúng thầu nhưng lại bỏ thầu. Phản ánh của các phóng viên thời sự. Tháng 1 năm 2021, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ tiến hành đấu giá khu đất giãn dân cạnh đường tỉnh 386. Khu đất có 80 suất với giá khởi điểm từ 4,2 đến 9,5 triệu đồng một mét vuông, giá trúng thầu cao nhất hơn 20 triệu đồng một mét vuông. Tại phiên đấu giá, 100% các suất đất đều được bán hết. Tuy nhiên, khi hết thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì có 12 suất người mua bỏ cọc. Anh Phùng Văn Giáp ở thôn Tam Đa có nhu cầu mua đất để làm nhà, tham gia phiên đấu giá đã trả giá từ 4,5 đến 7 triệu đồng một mét vuông nhưng cũng không mua được đất. Mức độ các nhà đầu tư đẩy giá lên nó là chóng mặt, người dân là chỉ biết trả giá hợp lệ để đi về thôi, nhưng cái khả năng là không thể trúng thầu được. Các hộ bỏ cọc đa số là những hộ, những ông bà mà ở nơi khác, ở Hà Nội hoặc ở Hải Dương, cũng có một số là ở quê hương địa phương nhưng mà người ta làm ăn sinh sống ở nơi khác, người ta về người ta mua với mục đích là kinh doanh. Vừa qua, dự án đấu giá đất nền của xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào cũng có 52 trên 316 suất bỏ cọc. Dự án khu dân cư mới xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ đấu giá hồi tháng 12 năm 2020 có 39 suất bỏ cọc. Dự án NU9 thuộc khu đô thị Đại học Phố Hiến, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, trong lần đấu giá đầu tiên, số tiền bỏ cọc lên tới trên 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, những trường hợp bỏ cọc phần lớn là người đầu tư bất động sản ở trong và ngoài tỉnh. Tại các phiên đấu giá, giá bỏ thầu đều cao hơn từ 3 đến 5 lần so với giá khởi điểm,
Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, đa phần các suất đất được giao bán và thực hiện các giao dịch sang tay ngay. Cái người bỏ cọc ấy, thì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do đến ngày đóng tiền rồi mà tài chính người ta không đảm bảo được. Cái nguyên nhân thứ hai, khi đấu giá người ta ngóng mà, ngóng như thế này nhá. Cứ đấu giá chúng đi có 30 ngày, quyền lợi mình có 30 ngày mà, hoặc là 45 ngày. Nó tùy theo các địa phương, thì trong cái thời gian đó người ta có thể tìm khách, người ta lướt. Người ta cọc có 50 triệu hay 100 triệu đó thôi. Thì người ta có thể là gặp khách, trong lúc đó người ta bán lướt, người ta được thêm 100 triệu nữa chẳng hạn thế. Đó. Còn không thì người ta có thể người ta dừng cuộc chơi ở đấy. Từ thực tế này có thể thấy, chính sự tham gia của những người đầu tư với mong muốn lướt sóng kiếm lời đã đẩy giá đất tại các phiên đấu giá lên cao quá so với giá trị thật. Đất ở giờ không còn là nhu cầu thật mà đã trở thành hàng hóa, bị những người mua đi bán lại, đẩy giá lên nhanh chóng, tạo thành những cơn sốt đất ảo tại nhiều địa phương. Việc ngày càng có nhiều người tham gia vào thị trường bất động sản đẩy giá đất lên quá cao sẽ tạo ra những cơn sốt đất ảo. Rủi ro và hệ lụy từ những cơn sốt đất ảo sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú đón xem. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Vừa qua, ba cấp học trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong những năm qua, ba cấp trường ở xã Lý Thường Kiệt được đầu tư trên 40 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất khang trang hiện đại, chất lượng giáo dục và đào tạo của các cấp học được nâng lên rõ rệt. Đối với bậc mầm non, các nhóm lớp được theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng đầy đủ đúng quy định. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Năm học vừa qua, đối với bậc tiểu học, 25% học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, 54 học sinh đoạt giải các cuộc thi. Đối với bậc trung học cơ sở, có 10% xếp loại học lực giỏi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Ghi nhận những kết quả đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định công nhận trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cuối tháng 4, học sinh cuối cấp trung học phổ thông và trung học cơ sở sẽ làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2021. Thời điểm này, công tác hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng, giúp các em có những sự lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai. Tham gia chương trình đào tạo 9 cộng, vừa học văn hóa vừa học nghề tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Giáo dục Nghề nghiệp huyện Kim Động, nên ngay sau khi tốt nghiệp, chị Lê Thanh Huyền đã được tuyển dụng và làm việc tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh với mức lương ổn định khoảng 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng cùng với các chế độ bảo hiểm trợ cấp theo quy định mà không cần trải qua thời gian học việc. Nếu mà học song song hai thứ thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn, mà cái bằng cấp 3 của mình thì nó cũng như các cái bằng của trường khác cũng có thể liên thông lên đại học, lên cao đẳng được. Còn nếu mà chúng ta không muốn học tiếp ý, thì chúng ta vẫn có thể đi làm luôn được ạ. Hiện nay, công tác hướng nghiệp cho học sinh được chú trọng ngay từ bậc trung học cơ sở. Ngoài việc tham gia thi tuyển vào các trường trung học phổ thông, học sinh lớp 9 có thể lựa chọn hình thức vừa học văn hóa, vừa học nghề tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Dù số lượng học sinh tham gia chương trình đào tạo này những năm qua có nhiều biến động, nhưng cũng cho thấy sự thay đổi suy nghĩ trong vấn đề lựa chọn nghề nghiệp. Khi mà chuẩn bị cho các em làm hồ sơ thi vào trung học phổ thông thì nhà trường có họp phụ huynh, học sinh toàn trường. Và cũng định hướng cho phụ huynh học sinh là nên động viên con em mình, nếu như năng lực khả năng của con em mình mà không đỗ được vào cấp 3 công lập thì nên để các em là một là chọn thi các trường tham gia nộp hồ sơ vào cái trường trung tâm giáo dục thường xuyên và cái trường nghề như năm vừa rồi là tăng lên hơn 20%. Đến bậc trung học phổ thông, công tác hướng nghiệp được thực hiện dựa trên năng lực của học sinh. Thông qua kết quả học tập, nhà trường sẽ có sự tư vấn để học sinh lựa chọn thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì thực hiện bộ môn giáo dục nghề nghiệp, những hoạt động trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, làng nghề, truyền thống, các trường đại học và cao đẳng. Không có cái sự định hướng hoặc tư vấn của các thầy cô thì có thể là bọn em rất dễ bị sa vào cái việc là lựa chọn ngành theo xu hướng hoặc là theo những cái ngành hot mà lại không phù hợp với năng lực của bản thân. Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh cuối cấp sẽ làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2021.
Đây là thời điểm quan trọng quyết định đến tương lai nghề nghiệp của không ít học sinh. Đến thời điểm này, các địa phương và khu công nghiệp cơ bản hoàn thành công tác tập huấn phòng chống dịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 9 trên 10 huyện, thị xã, thành phố cùng Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp thuộc diện quản lý. Còn lại huyện Ân Thi dự kiến sẽ hoàn thành tập huấn vào ngày 13 tháng 4. Tổng số đã có gần 500 doanh nghiệp cùng gần 1.000 cán bộ phụ trách phòng chống dịch, cán bộ y tế của các doanh nghiệp được tập huấn. Trong đó, thị xã Mỹ Hào tập huấn được cho 115 doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tập huấn được cho 130 doanh nghiệp. So với yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh phải hoàn thành tập huấn trước ngày 5 tháng 4 thì tiến độ của một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, so với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, số doanh nghiệp cũng như số người đăng ký tham gia tập huấn chưa cao. Trong quý 1 năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức 8 đoàn kiểm tra, trong đó có một số cuộc kiểm tra nhanh về thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, cũng như kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, có 4 đoàn kiểm tra nhanh việc thực hiện công văn số 248 ngày 2 tháng 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đóng cửa các cửa hàng quán ăn, cơ sở dịch vụ không thiết yếu. 2 đoàn kiểm tra đột xuất một bếp ăn tập thể và một cơ sở sản xuất gạo. Tổng số có 56 cơ sở được kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện 4 cơ sở vi phạm gồm 2 bếp ăn tập thể và 2 cơ sở dịch vụ ăn uống bị xử phạt 20 triệu đồng. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền xử phạt một cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống 185 triệu đồng. Công tác lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 9 trên 98 mẫu không đạt. Riêng lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, cả 30 trên 30 mẫu đều âm tính. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội với những thủ đoạn không có gì mới, nhưng nhiều người vẫn bị mất tiền và rất khó để lấy lại được các tài sản đã mất. Vì lòng tham, tính hiếu kỳ, sự nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu hiểu biết, nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò kiếm tiền online, dự án tiền ảo đa cấp với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Đầu thì nó sẽ cho mình làm miễn phí, là nó sẽ cho mình like cái video ở đấy, mỗi một cái video là sẽ được 3.000. Lúc đầu thì nó chỉ có VIP 1 đến VIP 4 thôi ạ. Đến lúc mà nó gần bị sập rồi thì nó mới bắt đầu ra gói VIP 5, VIP 6 và thêm một cái gói nó gọi là cái gói Facebook. Mọi người bị mất nhiều nhất là cái lúc mà nó chuẩn bị sập mà nó ra cái gói Facebook đấy là 6.6 triệu, xong là cái gói đấy tức là nó ra là nó tính là cái gói VIP 7, nên là cái gói đấy sẽ ăn được tất cả các hoa hồng từ VIP 1 cho đến VIP 6, nên là rất nhiều người mua. Có người ta chi hàng 300 triệu chỉ để mua cái mười mấy 20 mấy gói cái Facebook đấy. Bạn ấy lập ra một cái nhóm, bạn ấy cho vào, xong rồi bạn ấy gửi video hướng dẫn làm, xong rồi vào, xong bạn ấy chỉ cách nạp tiền, xong vào đấy nạp tiền, xong rồi nó có một quay đơn vào đấy quay đơn kiếm tiền hoa hồng mỗi ngày. Làm nhiều tiền thì tiền hoa hồng nó càng cao. Ví dụ các bạn làm 50 triệu thì một ngày kiếm được 5 triệu. Sau khi nạn nhân sập bẫy thì các trang web lừa đảo cũng không còn và các nạn nhân cũng không biết tìm ai để đòi nợ. Ngành chức năng dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm manh mối để điều tra những đối tượng này. Các đối tượng sử dụng trang web chủ yếu tập trung vào các trang web có uy tín ở trên mạng xã hội và các đối tượng họ rất am hiểu về công nghệ thông tin. Ngoài ra thì các trang để xác định được địa chỉ cụ thể của các trang web và những cá nhân tổ chức đứng ra để thành lập các trang web thì rất khó khăn cho công tác điều tra xác minh. Đánh cắp tài khoản mạng xã hội Facebook, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè của tài khoản Facebook đó với nội dung mượn tiền. Đây là chiêu thức cũ nhưng nhiều người vẫn bị lừa. Mới đây nhất, ngày 6 tháng 4, chị Vũ Thị Quý cũng bị lừa chuyển khoản với số tiền hơn 3 triệu đồng. Trước đó, trong tháng 3 năm 2021, Công an huyện Văn Lâm nhận được 2 đơn trình báo liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Các đối tượng lập tài khoản giả mạo hoặc tài khoản thật bị chiếm quyền sử dụng, sau đó hỏi vay tiền hoặc lừa đảo giả thông tin gửi cho bị hại một số món quà từ nước ngoài về. Đồng thời, yêu cầu nộp phí để nhận quà. Khi biết mình bị dính bẫy chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thì đã bị lừa gần 300 triệu đồng. Đề nghị người dân là thứ nhất là nêu cao cảnh giác,
không nhẹ dạ cả tin và tuyệt đối là không cung cấp các cái thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng để lợi dụng vào đấy để nó thực hiện cái hành vi phạm tội. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có hơn 10 trường hợp làm đơn trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Song trên thực tế, số lượng người bị lừa đảo cao hơn nhiều lần do tâm lý e ngại nên nhiều vụ việc không được trình báo. Đối tượng bị hại chủ yếu là phụ nữ. Việc khó xác định được dòng tiền bị chiếm đoạt đi đâu, không xác định được các đối tượng này là ai nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, thì vấn đề mấu chốt vẫn là người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng, nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ gian lợi dụng.